Hello, xin chào anh em nhé. Đấy, bên mình vừa ra lò cái mẫu đĩa soi xuyên mới nhất này, anh em nhìn này có đẹp không ạ? Đấy, riêng mà cái đĩa này mà anh em đi làm thì không chê đâu được anh em nhé. Đó, không khác gì một cái đĩa chợ bình thường, làm cực kỳ là đẹp cho anh em. Đấy, bên mình có đầy đủ các cái mẫu đĩa và các cái kích cỡ cho anh em lựa chọn. Đây là cái mẫu đĩa mới ra lò của bên mình. Đấy, hot nhất hiện nay. Và khi mà anh em đi chơi sử dụng, anh em đưa được cái đĩa này vào thì chắc chắn anh em sẽ là người giành chiến thắng rồi. Đấy, không có thể nào mà thua được anh em nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình để mình tư vấn và hỗ trợ cho anh em, kết bạn nhắn tin qua Zalo hay gọi điện trực tiếp đều được anh em nhé. Đấy, ví dụ thì mình sẽ cho anh em cùng xem này, mình sẽ sóc thử cho anh em này. À, mình sóc. Đấy, thì tiếng này 100% là về sấp đôi cho anh em này, đặt xuống mở ra sấp đôi. Anh em thấy không ạ? Cực kỳ là rõ nét luôn nhé. Đấy, cái này thì rõ như camera luôn mà lại không có tang tích gì. Đây, đĩa 100% không khăng tang tích anh em nhé. Đây, ba đen anh em thấy không ạ? Đĩa này thì 100% là không tang tích rồi, nên là anh em yên tâm khi đi chơi và sử dụng cái dòng đĩa sản phẩm này, kể cả là sân chơi sòng sới khó, thầy thợ anh em đều có thể chơi hết. Đấy, tại sao mình lại nói chơi hết là như vậy? Tại vì là đĩa không tang, bát quân vị xanh chín thì tại sao lại không chơi được, đúng không ạ? Và ví dụ sóc này. Đấy, đặt xuống phát này, biết luôn ba đen. Đó, anh em thấy không ạ? Rất là đơn giản thôi, anh em chỉ việc sóc cái, anh em đưa đĩa vào anh em sóc cái là ok. Độ hiệu quả chuẩn xác của nó thì không phải bàn rồi. Thì tại sao mà cái đĩa này mình có thể soi xuyên được? Tại vì là bên mình đã sử dụng một cái công nghệ mới nhất, bên mình độ chế vào trong cái điện thoại này. Đấy, đây là một cái điện thoại mới nguyên hộp anh em đúng không ạ, còn nguyên cả tem bên mình mua về anh em mình độ chế vào. Thì khi anh em đi chơi sử dụng, anh em chỉ việc để cái điện thoại này ở phía dưới, không cần phải sóc thẳng trên nó, anh em có thể sóc chéo ra ngoài như thế này, anh em đều có thể đánh được. Đấy, anh em đúng không nhá, lưu ý một cái điều như vậy. Tại vì những cái dòng soi xuyên cũ ấy, dòng soi xuyên cũ là anh em bắt buộc sóc này, ví dụ camera này anh em phải sóc thẳng lên như thế này, nhưng mà không, bây giờ cái dòng soi xuyên mới này ấy, là bên mình mới nghiên cứu ra là anh em có thể sóc chéo như thế này. Đấy, anh em để điện thoại trong lòng, anh em sóc căng tay sóc chéo ra là để anh em biết được chẵn lẻ rồi. Đấy, ví dụ sóc này, đúng không ạ, anh em sóc xong này phát anh em biết là về sấp đôi rồi, rất là đơn giản thôi. Cách sử dụng thì cực kỳ là đơn giản mà độ hiệu quả chuẩn xác của nó đem lại cho anh em là 100%. Anh em có thể xem ở khoảng cách là không giới hạn khoảng cách. Tức là sao, tại sao mình lại nói là không giới hạn khoảng cách? Tại vì đây là sử dụng phần mềm riêng của bên mình, cho nên là khi anh em sử dụng ấy, là anh em sử dụng qua mạng 4G Wi-Fi. Chính vì thế nên là khoảng cách của nó là không giới hạn. Ví dụ anh em chơi ở Hà Nội, mình trong Sài Gòn xem được cho anh em. Anh em chơi ở nước ngoài, mình ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Cà Mau xem được cho anh em hết. Nên là anh em yên tâm về cái giới hạn khoảng cách của nó anh em nhé. Còn về cái cách nhìn của nó như thế nào, đây, đây là cái điện thoại để xem. Đấy, cái điện thoại này là để cho anh em xem khi anh em đi chơi. Ví dụ như khi mình xem này, mình sẽ kiếm một cái gì mình kê. Đây, mình sẽ lấy cái đồ này mình kê cái điện thoại này cho anh em cùng nhìn. Ví dụ như khi anh em đi chơi nhá, anh em sóc này, anh em có thể nhìn thấy. Đó, đúng không ạ, nhìn thấy hai con đen là sấp đôi này. Ví dụ mình sóc này, đấy, vẫn nhìn thấy hai con đen thì vẫn là sấp đôi này. Hạ xuống cho anh em cùng xem. Đấy, một con nó chồng vị thì mình không nói nhá. Này, mình sóc lại cho anh em, anh em nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy ba đen đúng không ạ? Là sóc này. Đó, anh em đúng không ạ? Tiếng này vẫn hai đen này, thì vẫn là sấp đôi cho anh em thôi. Đó, cực kỳ là dễ nhìn, cực kỳ là hiệu quả, chuẩn xác. Anh em đi chơi ấy, thì anh em có thể là cho một người ở nhà cầm cái điện thoại để xem và báo phím cho anh em. Bên mình sẽ có phần mềm báo phím riêng cho anh em, hoặc bên mình sẽ có thể là có người làm hỗ trợ cho anh em, xem cho anh em rồi báo phím cho anh em nhé. Nên là anh em yên tâm, kể cả anh em một mình, bên mình vẫn có người hỗ trợ báo phím cho anh em để anh em chơi, rất hiệu quả này anh em này. Nhìn sóc rồi đấy, anh em thấy không, anh em nhìn thấy có một con đen đúng không ạ? Một con đen thì chắc chắn là tiếng này là về ba trắng thôi, không có gì phải bàn cãi cả, rất là đơn giản. Cách sử dụng thì nó là như thế. Đấy, tứ thử này, rất là ok cho anh em. Đấy, thì anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này ấy, thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên bên màn hình cho mình. Anh em gọi điện trực tiếp, anh em kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được. Sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Đấy, thì cái dòng sản phẩm này anh em có thể sử dụng trong mình trong thời gian khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ liên tục. Đấy, anh em có đánh một canh bạc nào mà
anh em biết được chẵn biết được lẻ mà anh em đánh đến 7-8 tiếng ạ. Đấy, không có, nhưng mà bên mình vẫn làm cho anh em thời lượng pin sử dụng cực kỳ là trâu. Chính vì thế là anh em hoàn toàn yên tâm. Còn những anh em nào mà muốn đến trực tiếp cơ sở bên mình thì anh em có thể đến một trong hai cơ sở của bên mình. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh gần bến xe miền Đông cũ. Anh em đến nơi alo đến số hotline là bên mình sẽ cho người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp với các cái bộ sản phẩm luôn. Ngoài sản phẩm này ra, bên mình còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác liên quan đến sóc đĩa, bịp như là bát hình, đĩa hình hay là quân cảm ứng, đánh cảm ứng từ đấy, kẹp, tất cả các cái dòng hay là gì liên quan đến cờ bạc bịp là bên mình đều có. Bầu cua, tài xỉu, bài lá, sóc đĩa, đấy, bên mình còn nhận dạy tay nghề cho anh em đánh sóc đĩa, bài lá, tài xỉu, nên anh em yên tâm. Đấy, anh em cứ đến nơi bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhiệt tình. Đấy, thì cảm ơn là anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.